Em chào bác, em Lâm đây. Lan có thời gian quay TM bác đây. Dạo đi trước trả lên con TM nào. Thực ra TM em có ít lắm. Em ít con TM đợt này, không nhiều TM. Có đợt này về nó mới nhiều thì thôi quay lên cho các bác luôn. Đợt này em về được khoảng tầm 40 con TM. Đủ các loại TM, có cả TM8 này, TMY8 này, TMY9 cũng có này. Đấy, thì em quay bác con TMS1. Cái mã TS1, TS nhà mã màu nhá. Con này của em nó là màu lâu cà phê. Cực đẹp luôn, con này cực sang luôn. Đấy, giá là giật mình luôn. Đấy, con này em cam kết bác là hàng zin tuyệt đối nhá, do chỉ xanh nhất là đẹp luôn. Giá trong cực lét luôn, sáng sủa đẹp trai luôn. Đấy, con này thì thích hợp với bác nào nhà có chặn bát cao 60 phân thì con này vừa, con này 59,5 phân để vừa khít luôn, màu mận, con này full màu mận luôn. Đấy, đèn lên đây. Đấy, rửa nước nóng này, sấy này. Đấy, nhiều bác cứ bảo là T1 với TS thì nó không nước nóng, con nào chẳng có rửa nước nóng. Cái con máy lao vào ngày xưa 2004 nó còn có nước nóng rồi, con đời cao làm sao không có nước nóng, để các bác hiểu được như vậy nhá. Đấy, nước nóng 80 độ nó chỉ là đun lâu hơn một chút thôi. Đấy, còn ra nước này của nó cũng 70+ độ thôi, chứ nó chỉ thua có 4-5 độ rồi, nó cũng không giải quyết được cái gì đâu. Đấy, mà giá con này thì giật mình luôn. Đấy, con này con TS1 màu lâu cà phê đẹp như thế này, zin toàn tập như này. Em Lâm bán cho bác giá nhá, giật mình luôn, em Lâm bán cho bác giá là 3.500.000 đồng, bao chạy test 2 tuần. Đấy, bác nào muốn mua thêm bảo hành cộng thêm 1 triệu là 4.500.000, mua thêm đổi nguồn thì cộng thêm 500 nữa là 5 triệu. Đấy, tùy các bác nhé. Mua bảo hành thì đợi nhà em Lâm bảo hành 1 năm và hỗ trợ sửa chữa trọn đời, tức là năm 15 sau là vẫn được em Lâm hỗ trợ sửa chữa, không mất tính phí. Đấy, chỉ có mất cước gửi đi về đâu nếu hết 1 năm, còn trong 1 năm cước gửi đi về hay phát sinh lỗi là đều được em Lâm sửa chữa miễn phí, nếu không được đổi máy khác. Đấy, thoải mái luôn cho các bác. Đấy, vì nhà em này chuyên buôn máy rửa bát mà, máy rửa bát em có quanh năm luôn, không sợ là máy hết máy. Nếu bác yên tâm thì như vậy. Còn mua đứt bán loạn thì em bao chạy két 2 tuần thì giá của nó là 3.500.000 đồng. Đấy, em sẽ được để biển số này. Đấy, bác nào mua thì alo 2 số điện thoại này. Đấy, đấy, em sẽ để biển xuống này. Nhà em thì vẫn ship 36 tỉnh thành, ở đâu cũng ship được hết. Đây, thành bách này, đẹp biên man luôn. Đấy, giá giật mình luôn. Đấy, có 3.500.000 rồi, quá rẻ. Đấy, các bác bây giờ đi mua con máy là vòng người ta bán quá trên 3 triệu. Đấy, 2 triệu mấy rồi em Lâm bán 3.500.000 này, rẻ thế này không ngủ hộ em Lâm thì ngủ hộ ai. Bao giờ cũng cam kết rẻ hơn chỗ khác từ 500 đến 1 triệu, nhưng phân khúc dưới 5 triệu thì bao giờ cũng rẻ hơn 500 đến 1 triệu. Đồ trên 10 triệu thì bao giờ cũng rẻ hơn tầm 2 triệu, mà đồ tầm 20 triệu thì bao giờ cũng rẻ hơn tầm 5-7 triệu. Đấy, các bác yên tâm như vậy. Đấy, các bác lấy cái đồ chèm nhá. Đấy, em chào bác nhá, hẹn bác video sau. Chào bác.